Hôm nay có cơ hội đi vô chợ Song Thị đi kiếm đồ food to go, mấy cái đồ food mà nó nấu sẵn mình đem về, mình mua xong mình đem về thôi. Hôm nay thì gia đình lười lăn lười nấu á, cho nên vô coi thử có đồ ăn có đồ ăn gì nha. Đây có nhiều này, có nhiều bự không? Chợ này có nhiều đồ biển lắm. Đây, cái này có ốc nè. Cái này về mà luộc lên nấu với mắm gừng ít rồi về. Ở đây có mấy con oyster nữa. Đây là cua, cua sống luôn nè, thấy không? Cái này sò huyết không hay sò lông không ta? Chắc sò huyết á. Không, mình như có nhớ là sò huyết là phải đỏ cho nên cái này sò lông á, không phải sò huyết đâu. Có không? Mấy sò huyết á, sò huyết ngon. Ồ, sò huyết hơi lớn. Dạ. Tại con về con luộc nó lên con thấy nó con đâu thấy máu ột, thấy máu nè. Mấy cái con có máu sò huyết thì mới ngon kìa. Dạ. Mấy con này tươi luôn. Rồi quay ốc nè. Ốc bự không? Con nào con lấy tội trạng luôn. Cái này về luộc lên nấm với mắm cắt ra xong rồi làm quậy. Ồ, đã luôn, cái này mà biết làm mà làm đã luôn á. Rồi bự vô. Bảy đồng chín trứng một thao. Sao cái con nào con này á. Ốc và voi nè, cái này nó cái này về mà biết làm ngon lắm. Cái này bỏ làm sushi là hết thời gian luôn. Quá trời ốc. Cái này đâu có thiếu gì đâu. Cái đó về làm gì chú? Chú về làm gì? Làm sống á, dạ cái đó sống ngon lắm. Dạ. Có rồi mấy cái con dựa nè, nếu mà làm mà biết cách làm mấy cái kiểu của Nhật á, làm cái kiểu bỏ tofu vô ngon lắm. Có con dựa không làm cái đó ngon lắm. Dạ. Ăn sống bây giờ ăn sống hết cho chơi luôn. Ăn sushi á. Dạ. Wow, con nào nó bự không? Cái này về luộc lên nè. Bỏ hoài không? Chấm mắm gừng là hết rồi chê. Tôm cua. Con này tôm hùm. Tại con tôm hùm nè. Con nào con ấy bự tội trạng. Cua. Con này cua. Dưới đây còn heo này nè. Có bịch heo bán 6 đồng 99. Cái này dạng luộc lên ăn là hết trò chơi luôn. Cái này vậy luộc lên nếu nhiều nhỏ nữa. Con này con ốc nè, như cái loại giống ốc vừa rồi nhỏ hay sao không? Cái này về luộc bỏ lên mờ hành là thôi nhậu là đã luôn. Nhiều là sống mà.
Colossal nè, Colossal Sound nè. Ở đây có lobster nè, có tôm hùm cao nè, ngon. Có tôm nè, tôm chiên, cá kho tổ. Hai anh, giờ cho em cái một cái lobster được không? Với lại là 2, 4, 5, cho 5 miếng cá kho tổ đi. Dạ, cho 5 miếng cá kho tổ đi. Cái này mới ra luôn anh. Ồ, ngon quá ha. Yeah, ăn tươi luôn à, ăn ngon luôn à. Có cá nè, cái này đây có cá rồi, trên kia có cái nục, có thịt nữa. Đầy đủ. Lười vô đây vô mua ăn luôn, hơi thịt đi. Cho con cái thịt nó được coi. Ơi, anh ơi. Dạ, cái thịt đi, cái thịt tôm rang mặn đây. Nó có thịt kho trứng rồi nè. Đây có súp măng cua, có rau, làm sẵn luôn. Dạ, chắc đủ rồi, 5 miếng nha anh. Dạ, 5 miếng đi. Nè, các bạn coi nè, cái này mình có order cá kho tổ về ăn. Thì ở đó có canh nữa, nhưng mà hôm nay không có order, không có mua canh. Cái cá xong nước sốt để riêng nữa. Mình chấm mình bây giờ có cơm rồi, bỏ cơm lên ăn là hết từ trên luôn. Coi mấy cá kho tổ nè. Làm ngon, cô đó có làm ngon quá trời luôn. Mình mua thêm cái lobster nữa. Cái này là tôm hùm. Tôm hùm nó xào lên, trời đâu có thui nhà hàng. Làm ngon không? Bạn coi nè. Thịt ngon không? Để mua thêm mì nè, mì xào tỏi nè. Cái này mì xào tỏi ăn hết xào riêng. Cái chỗ này nó làm nó không có bỏ chung với nhau, cho nên mình mua cái này nó đáng cái đồng tiền với cá luôn. Cá này nó đâu có tính chung với cái nước sốt đâu. Nước sốt nó bỏ riêng nè. Đó, coi nè. Nó coi như ăn được một bữa.